Xin chào các bạn, trong 1-2 năm trở lại đây thì Qualcomm đã không còn chiếm vị thế độc tôn trong thị trường chip smartphone nữa. Thay vào đó thì các hãng đã bắt đầu tự sản xuất chip cho riêng mình. Những cái tên tuổi cạnh tranh có thể kể đến như là MediaTek với con chip mới nhất là Helio X10, hay là một số dòng sản phẩm Exynos của Samsung, cũng như là cái con chip Intel. Và bên cạnh đấy thì một số hãng lớn như là Huawei, họ cũng đã tự sản xuất con chip của riêng mình, đó chính là cái dòng chip High Silicon Kirin. Và hôm nay thì trên tay mình đây chính là hai cái siêu phẩm có mức giá khá là hợp lý, hai sản phẩm tầm trung, một đến từ Sony và một đến từ Huawei, đó chính là chiếc Huawei P8 và chiếc Sony Xperia M5 Duo. Hai sản phẩm này đang được bán chính hãng với giá là 9.990.000 và có rất nhiều điểm nổi bật. Và một trong những cái điểm nổi bật đó chính là về cái hiệu năng. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ so sánh giữa tốc độ, hiệu năng, quản lý RAM của chiếc Xperia M5 Duo chạy con chip Helio X10 so với Huawei P8 chạy con chip High Silicon Kirin 930, thì liệu sản phẩm nào sẽ cho cái tốc độ, hiệu năng tốt hơn? Ở đây thì mình sẽ điểm qua một chút về cái cấu hình của hai sản phẩm này. Với chiếc M5 Duo trên tay mình thì nó sử dụng con chip Helio X10 với tên mã là MT6795, 64 bit, và nó có 8 nhân với xung nhịp là 2 GHz. Còn sản phẩm Huawei P8 trên tay mình thì nó được chạy con chip Huawei High Silicon Kirin 930, và con chip này thì cũng có 8 nhân, được chạy trên nền tảng 64 bit, và nó có 4 nhân với cái xung nhịp cao nhất cũng là 2 GHz. Và hai sản phẩm này thì đều có một điểm chung, đó là đều có RAM 3GB. Với Xperia M5 Duo thì nó sử dụng con chip đồ họa PowerVR G6200, trong khi đó thì của Huawei P8 sử dụng con chip đồ họa đó là Mali T624. Và bây giờ thì mình sẽ có những bài đo cụ thể để xem hiệu năng của sản phẩm nó tốt hơn. Hiện thì cả hai sản phẩm này thì đều được chạy trên nền tảng Android 5.0 Lollipop, vì vậy nó sẽ tối ưu và tương thích tốt nhất với con chip với nền tảng 64 bit. Và bây giờ thì mình sẽ khởi động lại hai thiết bị này để làm mới hệ điều hành, và chúng ta sẽ đi đến những bài đo cụ thể. Rồi, và phần này chúng ta thấy là Huawei P8 đã khởi động lên. Rồi, M5 Duo thì vẫn chưa lên được. Rồi, lên rồi. Như vậy thì P8 nó sẽ cho thời gian khởi động nhanh hơn M5 Duo khoảng tầm 6 đến 7 giây gì đó. Rồi, mình sẽ kiểm tra hai cái sản phẩm này xem nó bật những ứng dụng nào chưa. Đó, rồi, trong cái trạng thái mà chưa bật bất kỳ những ứng dụng nào thì mình sẽ kiểm tra một chút về cái phần bộ nhớ RAM chống của hai thiết bị này, bằng cách là sẽ vào trong cái phần ứng dụng, quản lý ứng dụng. Vâng, các bạn có thể thấy ở đây thì với chiếc Xperia M5 Duo thì cái RAM còn trống của chúng ta là khoảng 1.6 đến 1.7, và cái dung lượng RAM của hệ thống thì nó chiếm khoảng tầm 700 MB. Trong khi đó thì với chiếc P8 bên tay trái của mình thì cái dung lượng bộ nhớ RAM trống lên tới 2GB, và cái RAM dành cho hệ thống nó chỉ có 359 MB mà thôi. Và như vậy thì cái bộ nhớ trống của P8 còn khá là nhiều. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi đến những cái bài đo cụ thể hơn. Rồi, mình đã tắt toàn bộ hai cái ứng dụng trên hai sản phẩm này. Thì vẫn là những cái ứng dụng mình đã cài như truyền thống, những cái game và ứng dụng cơ bản các bạn hay chơi. Thì đầu tiên thì mình sẽ bật một số ứng dụng riêng lẻ. Đầu tiên như thường lệ sẽ là Subway Surfer. Rồi, chiếc M5 Duo lại nhanh hơn một chút, thời gian không đáng kể. Mình sẽ vào giao diện chơi. Rồi, game tiếp theo sẽ là Temp Run 2. Rồi, một lần nữa thì M5 Duo nhỉnh hơn một chút. Rồi, một game sẽ có đồ họa nặng hơn, đó là Deep Trigger 2. Vâng, một lần nữa thì chiếc M5 Duo lại chiến thắng. Và một game cuối cùng, đó là game đồ họa nặng nhất, đó là Modern Combat 5. Vâng, có vẻ như các bạn thấy chiếc P8 ở cái phần này nó load khá là chậm. Rồi, mình sẽ tiếp tục vào cái giao diện để chơi game. Rồi, hai máy bắt đầu đã vào quá trình tải game để chúng ta có thể chơi. Và chúng ta có thể thấy thì cả hai sản phẩm thì có thể vào đồng thời cùng một lúc. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ bật tất cả những cái ứng dụng còn lại, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đến phần 2 để kiểm tra cái phần quản lý RAM của hai sản phẩm này. Set play. Tiếp đến chúng ta sẽ vào Facebook. Quay về đây.
Rồi phần mềm thứ ba sẽ là AnTuTu Benchmark. Và cuối cùng sẽ là ứng dụng bản đồ. Rồi như vậy hai máy đã load đầy đủ, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa trong cái phần chạy đa nhiệm này. Còn bây giờ thì mình sẽ bật lại những cái ứng dụng hai sản phẩm này đã chạy. Đầu tiên sẽ là CF Play, đều không phải load lại. Facebook cũng kết quả như vậy luôn. AnTuTu Benchmark đều không phải tải lại. Và cùng sẽ là ứng dụng bản đồ. Có thể thấy được với những ứng dụng nhẹ nhàng như thế này thì cả Huawei P8 và M5 Duo đều không phải load lại bất kỳ ứng dụng nào. Còn bây giờ sẽ đến những cái game quan trọng. Đầu tiên sẽ là Subway Surfer. Vâng, ngay trong cái game đầu tiên thì M5 Duo đã tỏ ra yếu thế hơn khi nó phải load lại game này. Trong khi đó Huawei P8 thì vẫn không phải load lại, chúng ta có thể chơi trực tiếp luôn. Tiếp theo game thứ hai sẽ là Temperance 2. Với game này thì cả hai đều có thể chơi trực tiếp. Tiếp theo thì đến Trigger 2 thì cả hai cũng phải load lại. Và cùng sẽ là Modern Combat 5. Vâng, với game này thì chiếc M5 Duo đã phải tải lại rồi. Còn Huawei P8 thì vẫn giữ được cái phong độ của mình. Như vậy có thể kết luận thì với chiếc Huawei P8 thì nó sử dụng con chip 2 silicon Kirin 930. Thì ở cái phần đầu tiên nó sẽ cho tốc độ bật ứng dụng chậm hơn Xperia M5 Duo một chút. Tuy nhiên ở phần thứ hai thì về quản lý RAM, chạy đa nhiệm thì nó lại vượt trội hơn khá là nhiều khi không phải tải lại bất kỳ ứng dụng nào. Trong khi thì M5 Duo với con chip Helio X10 thì nó cũng cho hiệu năng khá là tốt với cái việc bật tốc độ ứng dụng cực nhanh. Tuy nhiên thì quản lý RAM của nó thì lại kém hơn một chút so với con chip 2 silicon Kirin 910 trên Huawei P8. Và hiện tại thì cả hai sản phẩm này thì đều có một mức giá khá là hấp dẫn, đó là 9.990.000 đồng. Các bạn có thể qua sở hữu những thiết bị này ở Diệu Thông Minh với nhiều cái ưu đãi hấp dẫn. Và có thể thấy trong năm nay thì ngoài cái việc lựa chọn những sản phẩm chạy con chip Qualcomm trên thị trường thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những cái dòng sản phẩm chạy những con chip mới như là của Huawei với con chip 2 silicon Kirin hay là những cái thiết bị chạy con chip Helio X10 trên thị trường hiện nay. Ngoài Xperia M5 Duo thì chúng ta cũng có những sản phẩm như là Xiaomi Redmi Note 2 hoặc là Meizu MX5 cũng rất đáng để lựa chọn. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.